Chào mừng cả nhà quay lại trở lại với kênh YouTube của Vinh Lê. Hôm nay Vinh Lê sẽ giới thiệu và chia sẻ đến mọi người những cái cây gia vị trồng trong vườn của Vinh Lê. Vinh Lê có thể chỉnh đốn cho chúng bằng hình thức bonsai, vừa để ăn vừa để làm cây cảnh cũng được. Chẳng hạn ví dụ như cái trồng rau răm như này thì Vinh Lê giới thiệu mọi người nhé. Trồng mang tính chất là vừa dùng mà Vinh Lê sẽ cho vào một cái chậu tròn như này và mình sẽ lẹm tròn nó lại để nó hình một cái tán tròn ra, nó không khác gì là một cái cây bonsai mình chơi đó. Những cành nào mà nó mọc dài ra thì mình có thể mình cắt và tỉa đi để cho nó thành một cái hình tròn như thế này đó. Nhưng mọi người nhìn thấy không, nhìn rất là đẹp, vừa là cái cây để cho gia vị ăn trong bữa ăn hàng ngày, nhưng mà vừa mình để, có thể mình để lên bàn hoặc là để lên một cái góc nào đó để mình mang tính chất như một cái cây cảnh đó. Mọi người nhìn thấy không, ở phía dưới của nó mình nên làm cho nó cái tán nó sẽ tỏa lan ra như thế này. Đó là cái cây rau răm, mình nên gọi là bonsai rau răm. Hiện tại thời tiết nó mát mẻ thì nó mọc rất là nhanh, mới có mấy tuần trăm thôi. Cái gốc này của từ năm ngoái nha cả nhà nhé. Mình nên để trong chậu và bây giờ đưa ra nhìn nó như thế này. Và cái cây thứ hai nữa Vinh Lê chia sẻ đó là cái cây chanh của Việt Nam mình. Như cái clip trước là Vinh Lê có một cái cây chanh mà nó đang ra hoa nở rất là to ấy, là cái cây là Vinh Lê để cho nó mọc thoải mái. Còn như cây chanh này là Vinh Lê để mang tính chất chỉ có để ăn lá thôi, thì mình không cho nó to ra được, mà mình không cho nó mọc tán ra nhiều, mà thường là những cái cành mà nó mọc ra như này là Vinh Lê cứ cắt nó đi. Đó, cắt nó đi như này thì chỉ để nó mọc tán phía dưới nhỏ thôi. Chủ yếu cái cây này là mình để lấy lá ăn thịt gà, lá ăn gà luộc. Năm ngoái mình cắt đi, năm nay bắt đầu mới có 1-2 tuần thôi nó mọc lá tốt như này mà mọi người thấy không. Và những cái cành như này là Vinh Lê cắt hết, tỉa hết, không cho mọc cao lên mà chỉ để nâng chừng như này thôi. Lý do là mình vừa để mình làm cảnh cũng đẹp mà vừa để hình thức. Khi mà thời tiết xấu, mưa bê ra bê vào nó rất là tiện. Vinh Lê làm như này là để khi mình bê ra bê vào nó rất là tiện. Bởi vì cái này hình thức mình chỉ để ăn gà thôi, hoặc là ăn ốc, những cái món gì mà có thuộc về lá chanh, hoặc là nấu súp chanh chua kiểu Thái, thung răm, đó cũng là phải có lá chanh. Một số cái món ăn trong bữa ăn Việt mình là thường có lá chanh. Đó là cái hình thức mà Vinh Lê chia sẻ là cái cây chanh mình có thể mình làm thành hình thức bonsai. Đó, như mọi người thấy không, nó chỉ như thế này thôi là đủ cho một gia đình. Mình cứ dùng hàng năm, mùa đông thì mình lại cho vào trong nhà để mình giữ. Thường thì nó sẽ tùy từng năm, có năm thì Vinh Lê để thì nó vẫn mọc lá quanh năm luôn, để vào trong mái tre. Còn như năm vừa rồi đây thì nó lại bị rụng hết lá, thì bây giờ nó mọc lại trở lại như này. Đó là một cây chanh bonsai. Hiện tại Vinh Lê còn có khoảng 30 cây mới ươm năm nay, 3 đến 40 cây đã để trong kia, nhưng mà cũng vào đúng cái thời điểm dịch bệnh thì cũng đang phong tỏa thì mình cũng không cho ai được, mà mình cũng cứ để vào đấy thôi, để mong là hết dịch thì ai có nhu cầu xin thì mình cho giống. Mình đã có khoảng 30 cây ươm hiện tại nhé cả nhà nhé. Và một cái này nữa cũng rất là nhiều người thắc mắc trên mạng, đâm là Vinh Lê hôm nay cũng chia sẻ luôn với cái cây rau lang, khoai lang nhé mọi người nhé. Có thể vừa làm bonsai, bởi vì mình cũng để khoảng dăm ba cây trong nhà, trong cửa sổ. Nhưng mà cái cây này là Vinh Lê chia sẻ cách trồng, và mình để hình thức như này thôi thì nó sẽ mọc ngắn ra như này. Bởi vì phía trong này là Vinh Lê cắt đến 4 lần rồi, cắt 4 lần bởi vì nó mọc dài ra quá, mà lúc thời tiết chưa lắng ấy, thì mình chưa cho ra ngoài được thì mình lại phải cắt mất đi. Đó, mọi người thấy không, những cái mầm như này này. Đấy, thế bây giờ mình muốn trồng ra ngoài đất thì thực ra mình nói mình nhốc cái rễ này ra để ra trồng ra ngoài đất thì không bao giờ nó lên được. Đó là cái lý do tại sao mà mình chia sẻ cái cây rau lang. Và cách nữa mà để mình muốn trồng ra ngoài thì là mình sẽ phải như thế này cả nhà nhé. Khi mà rau lang nó đã mọc ra rồi thì mình sẽ cắt cái cành như thế này.
Và sau đó là mình cho vào nước như thế này. Đó, như thế này thôi, thì để trong vòng 1 tuần cho đến 10 ngày tùy theo cái thời tiết hoặc là tùy theo mình để, nhưng mà để vào nơi có ánh sáng và ấm thì nó sẽ mọc dễ ra nhé cả nhà nhé. Và lúc đó mình đưa ra ngoài vườn mình trồng thì đảm bảo 100% là có rau lan. Chứ còn nếu mà mình cứ để thẳng cả cái cây như này mình trồng xuống đất thì không bao giờ, chỉ có thối thôi và hỏng thôi, nó sẽ không mọc được nữa. Đó là hình thức rau lan mình trồng như thế này thôi. Nếu mà mình dâm ra khoảng 20 ngọn là có rau lan, ngọn rau lan ăn thường xuyên. Đây là Vinh Lê hôm nay cũng là cắt luôn để ươm giống. Và sau đây mọi người, Vinh Lê chia sẻ cho mọi người một số rau hiện tại tại vườn đang mọc tốt um tùm và mọi người cùng xem nhé. Và đây là dâu tây. Mọi người nhìn dâu tây của Vinh Lê sai chĩu quả luôn. Đó, mới trồng có từ lúc phong tỏa thôi, mới được 2 tháng rưỡi mà quả đã cho ra trái như thế này rồi. À, mọi người thấy không, mấy hôm trước thì cần nó màu vàng và mấy hôm nay nó thời tiết mát, trời đúng quy trình một cái thì là nó rất là đẹp. Cộng cần nó mập như thế này, mọi người xem này. Đó, bây giờ Vinh Lê phải chăm nước vào, bởi vì giống cần nước này mọi người lưu ý nếu trồng cần nước nhé, tất cả là đều phải đầy ngập nước. Nếu mà mình để vơi nước như này là cọng cần nó sẽ không trắng và nó sẽ không non. Và đây là cái lớp cần đầu tiên Vinh Lê thu hoạch xong, cắt đi và chỉ có như thế này thôi mọi người nhé. Bây giờ nó đang mọc trở lại lần kế tiếp này. Cái giống cần này nó mọc không khác gì cỏ, cứ cắt đi nó lại mọc liên tiếp. Còn nếu mà mình muốn nhiều nữa thì mình lại chia cái này ra những cái thùng trồng khác mình trồng lại thì nó rất là nhanh và nó đẹp hơn. Xà lách cuộn mọc lên rất là to. Và đây là húng Hà Nội. Đây không phải là xà lách cuộn. Cải đắng chỉ cần bằng cái chai bỏ đi như này thôi, mình cũng có thể mỗi một chai được 2 cây để trồng để nấu canh nhé. Đây là xà lách màu đỏ. Thậm chí Vinh Lê trồng cả chuối, bầu bí đang lên, hành tỏi đã tốt um. Củ su hào bắt đầu đang có rồi. Cà tím đang ra hoa. Lá mơ rất là to, lá và đẹp. Xả cũng tốt trở lại. Đây là cây bầu tròn. Su su đang neo giàn. Chỉ trong một vài tuần nữa thôi là mọi người sẽ chiêm ngưỡng hoa của su su lở nhé. Rau xếp cuộn Vinh Lê treo ở trên dây. Mướp cũng đang lên trên giàn. Và đây là tía tô. Thì là mới ngày nào mà đã tốt um. Khó nhất là cây ngò gai, cây răng cưa này. Vinh Lê phải trồng bằng cách dâm ra trọng như thế này. Mọi người nhìn cải của Vinh Lê tốt không? Hiện tại thời tiết của Anh Quốc đang mưa và gió rất là lạnh. Đó chính vì cái lý do như thế mà Vinh Lê phải trồng hình thức bằng di động, bê ra, bê vào. Hiện tại thời điểm như này là tất cả các loại rau của Vinh Lê không có ở ngoài vườn, chỉ có một số chịu được lạnh và mưa thì mình để ngoài thôi, còn mình phải bê hết vào trong như thế này. Đó, như mọi người thấy gara nhà Vinh Lê chỗ nào cũng để rau. Kia là rau dền đỏ và rau cải cúc cũng phải bê vào trong hết. Đây là cải ngọt, rau cải song đã cắt hết thu hoạch, bây giờ Vinh Lê đang dâm lại đợt mới. Đây là cải ngồng, cải cúc đợt kế tiếp vẫn đang ra. Đậu Hà Lan Vinh Lê cũng trồng nhé. Đậu Hà Lan và một chút
bắp cải, su hào, súp lơ và ngô cũng đang lớn lên rất là nhanh. Vinh Lê sẽ quay và chia sẻ cho mọi người chiêm ngưỡng vườn rau của Vinh Lê vào hàng ngày, hàng tuần nhé. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người đăng ký kênh của Vinh Lê để được cập nhật những video hàng ngày Vinh Lê chia sẻ. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye.